Vâng, em xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, cũng như toàn thể quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Lời đầu tiên thì em xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có những ngày nghỉ thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình cùng người thân yêu. Và trong cái thời lượng video ngắn khoảng 16 phút ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn rất nhiều những cái sản phẩm đặc sắc. Đầu tiên đó là cặp loa của JBL 4312 đang được chào bán với mức giá là 121.000 yên. Và so sánh tỷ giá hiện tại thì nó có mức giá khoảng 21 triệu tiền Việt tại Nhật. Và cặp loa này thì đang được bảo hành 3 tháng ở Nhật và đời của nó là đời 2010. Và đây là cái model của JBL, người ta chuyên dùng để kiểm âm trong các phòng thu âm nhạc nổi tiếng trên toàn cầu. Và ngay sau đây thì em sẽ review qua một số những góc quay và em sẽ báo giá lại trong video để quý vị và các bạn biết được mức giá. Và tổng thể cặp loa này thì theo quan điểm của em thì nó còn phải mới đến 97%. Ngay cả cái e căng của loa thì quý vị và các bạn cũng có thể thấy được là nó vẫn còn rất là nguyên lành và nó không có hiện tượng bị gãy, đặc biệt là cái lưới e căng không có hiện tượng bị sần sùi cũng như là không có hiện tượng bị thủng. Và đây là một số những góc quay mà em đã đưa máy qua. JBL 4312E Control Monitor và tất cả những cái đường góc của loa thì quý vị và các bạn có thể thấy được là nó vẫn còn rất là vuông thành sắc cạnh và nó không có hiện tượng bị lứt, đặc biệt là không có khe hở. Điều đó chứng tỏ rằng gia chủ người ta sử dụng cặp loa này, người ta cũng bảo vệ nó trong một cái điều kiện rất là tốt. Và đây là loa chung của loa bên phải. Và tất cả những con ốc con vít thì em quan sát là không có hiện tượng bị tháo. Và điều đó chứng tỏ rằng là cặp loa này nó vẫn còn nguyên bản 100%. Và quý vị và các bạn có thể thấy được là cái màng bát nó vẫn là một cái màng màu trắng rất là đẹp và nó không có hiện tượng ngả màu, cũng như là không có hiện tượng bị loang, lố. Và đây là cái loa chép của loa bên trái. Quý vị và các bạn có thể thấy được một tuyến loa rất đẹp. Loa sở hữu 3 đường tiếng, một loa chung, một loa siêu chép và một loa bát, có kích thước khoảng hơn 30 lòng ngoài. Và đây là hai cái hồi bên trong. Em sẽ cố gắng là em review thật chậm rãi để quý vị và các bạn có thể quan sát được vẻ đẹp của cặp loa này. Và cái từ JBL người ta phun sơn thì nó vẫn còn rất là trắng và rất là mới. Và quý vị và các bạn có thể thấy được là tuyến loa rất là đẹp. Và cặp loa này thì em xin thông báo giá lại là em bán về đường bay với mức giá là 35 triệu. 35 triệu là em sẽ đóng đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn đi đường biển thì em xin thông báo mức giá em bán đường biển là khoảng 31 triệu. 31 triệu là em sẽ đóng đường biển về tận nhà cho quý vị và các bạn. Rất đẹp luôn ạ. Và ngay sau đây thì em sẽ xoay sở một số những góc quay và em sẽ review cái mặt hậu của loa để quý vị và các bạn thấy được. Ngay cả cái mặt hậu của loa thôi thì nó vẫn còn rất là mới, rất đẹp. Hàng được sản xuất tại Mexico. Và đây là cái khe góc, cạnh góc, đằng hậu của loa. Và cái mặt hậu thì quý vị và các bạn có thể thấy được là ngay cả những khe góc, cạnh góc nó vẫn còn rất là mới và rất đẹp luôn ạ. Đây là mẫu loa rất nổi tiếng của hãng JBL và nó vẫn còn rất đẹp và rất mới. Rất là hiếm khi chúng em đi thị trường, chúng em lại gặp được cặp loa của JBL mà nó lại đẹp và mới như vậy. Hàng của Made in Mexico, sản xuất dành cho thị trường của Nhật. Và đây là cái model của loa JBL 4312 EBK Control Monitor. Và cặp loa này thì em xin thông báo giá lại là em bán về đường bay với mức giá là 35 triệu. Và với mức giá là 31 triệu là em sẽ đóng đường biển về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Rất đẹp luôn ạ. Và ngay sau đây thì em sẽ tiến camera ra một cái góc quay khác và em sẽ lấy toàn cảnh cặp loa này để quý vị và các bạn có thể chiêm ngưỡng thêm một lần nữa một cặp loa rất đẹp và có chất âm rất là hay của hãng JBL. Cặp loa này thì nó rất thích hợp để các bác phối ghép với những chiếc âm ly của Akufei hoặc Lachman, hoặc là thấp tiền hơn nữa thì quý vị và các bạn có thể ghép với những chiếc âm ly của hãng Sunshui hoặc Danone. Và ở góc quay này thì quý vị và các bạn có thể thấy được là cái tuyến loa rất đẹp. Và để nối tiếp chương trình trong video ngắn ngày hôm nay, nhân tiện đây thì em thiết tiếp tục giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc loa
Bluetooth mà trong thời gian vừa qua em đã bán khá là nhiều về Việt Nam. Đó là chiếc loa Bluetooth rất nổi tiếng của hãng Hakman Kadong như quý vị và các bạn đang thấy trong video. Và quý vị và các bạn có thể thấy được đây là chiếc loa Bluetooth đã qua sử dụng nhưng mà người ta vẫn còn giữ được nguyên cả hộp giấy của máy. Và chiếc loa Bluetooth này thì em xin thông báo là em bán về đường bay với mức giá là 3 triệu rưỡi. Một chiếc loa Bluetooth có chất âm rất là hay và quý vị và các bạn hoàn toàn có thể sở hữu được chiếc loa Bluetooth này. Và với mức giá là 3.500.000 là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua các sản phẩm trong video ngắn ngày hôm nay, xin vui lòng cứ chụp màn hình lại, sau đó là gửi vào số điện thoại cầm tay của em. Và số cầm tay của em là số điện thoại bên Nhật Bản. Và để nối tiếp chương trình trong video ngắn ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng một cặp loa cây rất là nổi tiếng của hãng Tannoy. Và nó có model là Tannoy D500 như quý vị và các bạn đang thấy trong video ạ. Cặp loa này thì nó có một cái số seri trùng nhau. Và qua những góc máy quay thì quý vị và các bạn có thể thấy được là ngay cả cái màu vân gỗ, đặc biệt là cái vân gỗ nó cũng trùng nhau. Và đó là ưu điểm của những dòng loa có số seri trùng nhau thì nó sẽ trùng nhau cả về vân gỗ nữa. Và đây là cái thương hiệu và cái model của cặp Tannoy này, Tannoy D500 và có số seri trùng nhau ạ. Cặp loa này thì em xin thông báo là em bán về đường bay với mức giá là 48 triệu. 48 triệu là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn đi đường biển thì em bán về đường biển với mức giá là 43 triệu. 43 triệu là em sẽ đóng đường biển và 48 triệu là em sẽ đóng đường bay. Và nó có hai mức giá như vậy để quý vị và các bạn có thêm những cái sự lựa chọn dành cho riêng mình. Và đây là cầu để bắt loa. Thì quý vị và các bạn có thể thấy được là cái cầu để bắt loa nó vẫn còn rất là mới, rất đẹp. Và cặp loa này thì nó có chất âm rất là uy lực. Và nó được trang bị một loa bắt đồng trục và một bắt riêng. Cho nên là khi quý vị và các bạn nghe, và em cũng đã nghe qua, thì em thấy được là cái giải bát của nó mạnh hơn, nó uy lực hơn so với những dòng loa Tannoy thông thường mà chúng ta vẫn thường nghe. Loa rất đẹp, loa sở hữu một cái driver cực kỳ đẹp. Và cặp loa này thì em xin thông báo giá lại là em bán về đường bay với mức giá là 48 triệu và với mức giá là 43 triệu là em sẽ đóng đường biển. Một cặp loa cây rất nổi tiếng của hãng Tannoy và nó có model là Tannoy D500. Cặp loa này thì nó sở hữu một chiều cao là xấp xỉ 96 cm. Và em tính chiều cao là em tính cả chân loa nữa. Cặp loa này rất đặc biệt là nó còn nguyên cả 4 cái chân loa. Và em tính chiều cao từ chân loa trở lên thì nó cao khoảng 96 cm. Và chiều ngang lớn nhất của cặp loa là 31 cm. Và độ sâu của loa thì em tính từ mép e căng là sau khi em đo thì nó xấp xỉ khoảng 37 cm. Và cặp loa sở hữu một bát đồng trục có kích thước là 21 cm lòng ngoài và một xúc bát có kích thước là 21 lòng ngoài. Như quý vị và các bạn đã thấy em review và tất cả những thông số kỹ thuật của loa thì em xin đọc lại là chiều cao của loa là khoảng 96 cm và chiều ngang ở điểm lớn nhất là khoảng 31 cm. Và độ sâu, em tính độ sâu từ mép e căng là khoảng 37 cm ạ. Và nó sở hữu hai bát, một bát đồng trục và một bát súp thì có chiều ngang khoảng 21 lòng ngoài. Và giá em xin thông báo lại là em bán về đường bay với mức giá khoảng 48 triệu và 43 triệu là em sẽ đóng đường biển về tận nhà cho quý vị và các bạn. Mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình của em ạ. Và để nối tiếp chương trình trong video ngắn ngày hôm nay, tiếp tục thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng một chiếc đẩy rất nổi tiếng của hãng Onkyo M508 đang được chào bán tại Nhật với mức giá là 88.000 yên đời 1986 và đang được bảo hành 3 tháng ở Nhật. Và đây là cái model của bao Onkyo M508. Và trong video thì quý vị và các bạn cũng có thể thấy được là anh quản lý, anh ấy đã bọc một cái lớp mi lông chống động chạm. Cho nên là trong quá trình em quay video thì em cũng xin phép quý vị và các bạn là em không dám tháo cái lớp mi lông này ra.
Và trừ khi quý vị và các bạn có nhu cầu mua thì em sẽ đến tiệm và em sẽ yêu cầu anh quản lý là tháo lớp mi lông này và em sẽ chụp cận cảnh để giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng. Và khi quý vị và bạn chơi ở trở kháng là 6 ohm thì công suất đưa ra loa của nó sẽ là 240W. Và khi quý vị và các bạn chơi ở trở kháng là 2 ohm thì công suất đưa ra loa của nó cực kỳ là lớn. Và em sẽ cố gắng là em review cận cảnh và theo như trực quan của em thì chiếc bao đẩy này nó vẫn còn rất là mới, rất đẹp. Hai bên hồi gỗ không có hiện tượng bị chảy xước, đặc biệt là tất cả những đường mép góc cạnh góc của chiếc đẩy này không có hiện tượng bị cấn và không có hiện tượng bị chảy xước. Rất đẹp luôn ạ. Và đây là cái mặt đằng sau của đẩy. Quý vị và các bạn có thể thấy được cái model của nó. Onkyo Power Amper M508 hàng của Made in Japan. Và công suất tiêu thụ đặc biệt của chiếc đẩy này là 500W và AC là 100V. Nó chơi ở giải tần từ 50 đến 60Hz. Và chiếc đẩy của Onkyo này thì em xin thông báo giá. Em bán về đường bay cho quý vị và các bạn với mức giá là 24 triệu. 24 triệu là em sẽ đóng đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua, xin vui lòng cứ chụp màn hình lại, sau đó là gửi vào số điện thoại của em đang hiển thị trên màn hình. Rất tiếc là chiếc đẩy này thì nó không có bộ rè. Và em hỏi anh quản lý là có cái rè hay không thì anh ấy nói rằng là người dân của Nhật người ta chỉ mang mỗi cái này đi bán, cho nên là ta chỉ mua được mỗi cái này. Cho nên là khi quý vị và các bạn mua cái này thì chúng ta lại phải đi tìm một cái rè nữa. Nhưng mà tìm thì cũng rất đơn giản thôi. Rè ở Nhật họ bán rất là nhiều. Và đây là cái bao rất nổi tiếng của hãng Onkyo mà quý vị và các bạn có thể thấy được. Là chiếc rè bao của Onkyo, đặc biệt là cái model M508. Thì giá tại Việt Nam cũng đang tăng. Và thời điểm trước đây khi em bán bộ này về tay chỉ là khoảng 35-36 triệu. Nhưng hiện tại ở Việt Nam các bác đang bán với mức giá khoảng gần 40 triệu. Và chiếc bao này thì em xin thông báo lại là em bán về đường bay với mức giá là khoảng 24 triệu. 24 triệu là em sẽ đóng đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua, xin vui lòng cứ chụp màn hình lại, sau đó là gửi vào số điện thoại của em đang hiển thị trên màn hình. Và để nối tiếp chương trình trong video ngắn ngày hôm nay, và thời lượng của video cũng đã trôi dần về những phút cuối, các bác đang theo dõi video, xin vui lòng tạm dừng tay lại một giây lát, nhấn cho em xin một like. Đặc biệt là quý anh chị và các bạn lần đầu tiên mà theo dõi được video ngắn của em, xin vui lòng nhấn tay vào nút đăng ký kênh, sau đó bấm vào chuông để không bỏ lỡ tất cả những video kế tiếp của Phượng Kỳ TV. Em xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Và bên trên đó là một chiếc âm ly cũng rất nổi tiếng của hãng Danone PMA 2025 mã, đang được chào bán tại Nhật với mức giá là 66.000 yên. Và chiếc âm ly này thì em xin thông báo em bán về đường bay với mức giá là 17.500.000. 17.500.000 là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Máy đang được bảo hành 3 tháng ở Nhật. Và khi quý vị và các bạn chơi ở trở kháng là 6 ohm thì công suất đưa ra loa của nó sẽ là khoảng 160 W một kênh. Và đây là một chiếc âm ly cũng rất nổi tiếng của hãng Luckman L505S, đang được chào bán tại Nhật với mức giá là 165.000 yên. Máy đang được bảo hành 3 tháng ở Nhật. Và quý vị và các bạn có thể thấy được là ở giữa nó có 2 đồng hồ vu. Và cái đồng hồ vu này thì nó sẽ nhảy và nhấp nháy theo giai điệu của âm nhạc, nhìn rất là sinh động. Và nhắc đến thương hiệu của Luckman thì chất âm rất là hay, có lẽ em cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều nữa. Và có điều chiếc âm ly này thì anh quản lý anh ấy đang bỏ trong một cái tủ kính và anh ấy khóa lại, cho nên là em rất khó lòng có thể review cận cảnh chiếc âm ly này được, cho nên em cũng kính mong toàn thể quý vị và các bạn thông cảm. Và chiếc âm ly này thì em xin thông báo em bán về đường bay với mức giá là 42 triệu. 42 triệu là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà. Và ở dưới là một chiếc CD của hãng Philips LHH300. CD có điều khiển và đang được chào bán tại Nhật với mức giá là 77.000 yên. Một chiếc CD rất nổi tiếng của hãng Philips có chất âm vô cùng hay. Và chiếc CD này thì em xin thông báo em bán về đường bay với mức giá là 22 triệu. 22 triệu là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua, xin vui lòng cứ chụp màn hình lại và gửi vào số điện thoại của em đang hiển thị trên màn hình. Trong YouTube thì em sẽ cố gắng là em sẽ rất ít đọc cái từ Zano, bởi vì khi em đọc cái từ đó thì YouTube họ sẽ ít đề xuất video của em nhiều hơn. Cho nên là quý vị và các bạn hết sức thông cảm. Và đây là bộ dây loa cũng rất nổi tiếng của hãng Wire Woods, quý vị và các bạn có thể thấy được. Và chiều dài của dây là 2,5 mét,
và dây đang được chào bán tại Nhật với mức giá là 33.000 yên. Và đường kính của dây thì nó có đường kính khoảng 2,5 cm ạ. Và sợi dây này thì em xin thông báo là em bán về tận tay với mức giá là 7,8 triệu. 7,8 triệu là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà. Và đây là một sợi dây đã rất là lâu rồi thì em mới lại gặp được một bộ như vậy. Bộ trước khi em gặp thì em đã bán về cho một anh khách ở trong Đà Nẵng. Và hôm nay thì em lại đi, em lại gặp được một bộ nữa. Và giá người ta đang chào bán tại Nhật là khoảng 33.000 yên. Và giá em bán về tận tay cho quý vị và các bạn với mức giá mong muốn là 7,8 triệu. 7,8 triệu là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà. Một bộ dây loa rất nổi tiếng, dây dây càng cua. Và bộ dây này nó có chiều dài là 2,5 m và đường kính của dây là 2,5 cm ạ. Và để nối tiếp chương trình và cũng là cái sản phẩm cuối cùng mà em muốn giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc, đó là một chiếc CD của hãng Tờ Nông DCD-1650GL bản Limited, bản giới hạn mà hãng Tờ Nông người ta đã sản xuất để tung ra thị trường nhằm kỷ niệm ngày thành lập của hãng. Và chiếc CD này thì em xin thông báo giá nhanh là em bán về đường bay với mức giá là 11 triệu là em sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, và do thời lượng của chương trình có hạn, video ngắn của em xin phép được kết thúc ở đây. Và trước khi tạm dừng video thì em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý khách hàng đã dành thời gian theo dõi chương trình này. Và em xin chào và hẹn gặp lại quý vị.